Thưa các bạn, hôm nay mà các bạn trải nghiệm cảnh thu hoạch cá đồng trên ruộng nha. Người ta bắt đầu dùng lưới, người ta kéo đó. Đó, hai người bên kia bắt đầu kéo. Trời, cái lưới rộng quá trời. Kéo dần 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 dần. Rộng mênh mông luôn. Bắt đầu bắt cá cho bà con. Đụng qua đây nè. Chúng ta nghe kể trong nhà. Đó thì nhiều rồi nha bà con. Cá nhiều lắm. Cá chép. Cá này qua. Cá một số cá đồng như cá sạch, cá ngô. Qua mắt hả? Rồi, bóng leo lên, chống cái xuồng này vô nè. Rồi mày vô ở hai chiếc đầu rồi lượm nhảy vô đi. Nuôi cá này là không cho ăn nha bà con. Mình chỉ đổ vô cho nó gớm cá lóc ngoài rồi xong. Bắt đầu là kéo miếng thứ ba hả? Sáng giờ bắt đầu là miếng này miếng thứ ba phải không? Ừ. Miếng này mấy chục ký Đặng? 50. Leo lên bơi đi mày lượn lâu hơn nữa. Không có đâu, lội nhanh. 50 ký này kéo cá coi đã à nha. Rồi đi thu hoạch vuông khác nghe bà con. Hồi nãy bắt đầu là mình xong rồi đó.
đi kéo miếng mới.